Bộ phát wifi đa năng nhất mà tôi từng biết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé. Tại sao bộ phát này nó lại đa năng đến như vậy? Thứ nhất là bộ phát wifi này nó sử dụng nguồn điện 12V, có thể cắm điện trực tiếp vào, sử dụng như một router ở trong nhà. Thứ hai, bộ phát wifi này nó sử dụng giống như là một cái nguồn điện 5V. Khi chúng ta sử dụng trên xe ô tô nè, chúng ta có thể cắm trực tiếp cổng tai xi kết nối với con này. Và đây là bộ phát wifi CPE-B535. Nó có cấu hình tốc độ download của nó là 150 Mbps/s, upload của nó là 50 Mbps/s, với tốc độ phát wifi con này lên đến là 300 Mbps/s, tốc độ chuẩn N. Chúng ta sử dụng nguồn điện trực tiếp hoặc là viên pin 3000 mAh/s, giúp cho quá trình sử dụng internet sẽ được linh hoạt hơn. Đây là một dòng wifi router 4G đỡ bàn khá là tiện dụng. Với mặt trước chúng ta hiện thấy hiển thị những thông tin LED hiển thị đầy đủ. Bên mặt sau thì được trang bị cho chúng ta là hai cổng anten SMA để hỗ trợ thu sóng tốt hơn. Với bộ phát wifi này thì chúng ta có thể lắp sim là sử dụng internet thay thế được internet cáp quang, kết nối 32 thiết bị truy cập cùng một lúc. Đồng thời nó cung cấp cho chúng ta 4 cái cổng LAN để kết nối những cái thiết bị ngoại vi khác. Mua wifi tốt đến ngay Wifi Shop.